Bà con nay nói chuyện bà con chùm quân trái chùm quân cái bà con biết hết rồi không, nhưng mà có những cái vấn đề không người nào có bệnh thế này không ăn được trái chùm quân bà con ạ. Đó là những người có bệnh không ăn được trái chùm quân như sau: bệnh dạ dày nè, đó bệnh nhuận tràng, không ăn nước đối bụng, phụ nữ đang mang thai cho con bú, phụ nữ cho con bú trẻ em dưới 5 tuổi không ăn, xương khớp, người có bệnh xương khớp không ăn, người có bệnh huyết áp không ăn, người có bệnh tim mạch không ăn, người đi tiểu khó cũng không ăn chùm quân. Như vậy là chùm quân không ăn được là người có bệnh dạ dày, nhuận tràng, lúc đói là không ăn, lúc đói bụng không ăn, phụ nữ đang mang thai là phụ nữ có bầu và phụ nữ đang cho con bú và nữ sanh cho con bú. Trẻ em 5 tuổi rơi xuống, xương cái mặt khớp khớp, huyết áp, tim mạch, tiểu khó là không ăn được chùm quân. Quả hàm quân còn lại là ăn tốt hết. Còn lại những người là ăn tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa khỏi khối u sơ và u sơ tiến tiền liệt, đau vùng hạ vị, dạ dày, làm giảm tiết dịch vụ, sỏi thận, viêm mật, sỏi mật, làm sạch khí huyết cho nữ giới. Ăn 3 trái một ngày, một tuần ăn 2 lần thôi ha, 3 trái một ngày mà tuần ăn 2 lần. À, cứ 3 ngày ăn là 3 trái một lần đó. Vỏ trái dập nát không ăn, ăn bỏ hạt nha bà con. Bà con ơi, bà con ăn chùm quân vui vẻ mạnh khỏe nha bà con. Chúc bà con ta vui trẻ khỏe đẹp, mãi mãi ăn chùm quân ngon lành, không bị gì hết. Chào, xin chào nào.